thưa quý khán giả đài truyền hình SBTN, cuộc xuống đường biểu thị tinh thần yêu nước ngày 1 tháng 7 2012 của Sài Gòn, nhiều blogger, biểu tình viên bị ngăn chặn, bắt bớ, truy đuổi hay quy chụp các tội danh vô cớ vô lý. Bùi Minh Hằng, một gương mặt nổi tiếng đã không làm một ngoại lệ. Chị bị áp giải từ Sài Gòn về lại Vũng Tàu, sau đó chị đã viết thơ kêu cứu và nói sẽ tự thiêu. Lúc 7 giờ tối ngày 6 tháng 7 2012, nghe lời cô buổi nói chuyện với chị Minh Hằng. Và hình ảnh mà quý vị đang thấy đó là hình ảnh chị đang tòa kháng tại nhà, là ủng hộ luật biển Việt Nam. Thưa anh Nghe Lữ và thưa khán thính giả đài SBTN, là tôi quyết định tự thiêu không phải vì những cái hành xử của họ đối với riêng cá nhân tôi, mặc dù đấy là những hành xử hết sức côn đồ và bất chấp pháp luật, nhưng mà tôi viết cái lá thư để tuyên bố vấn đề tự thiêu. Thì cái vấn đề, nếu như quý vị nhớ ấy, thì tôi đã có một cái lời tuyên bố này sau khi mà tôi trả lời phỏng vấn với BBC, sau khi tôi ra khỏi cái nhà tù Thanh Hà, là tôi sẵn sàng tự thiêu vì dân oan. Thì cũng xin thưa với cả quý đài FPTN và quý khán thính giả rằng cái việc mà xác định là sẽ dâng hiến cái tấm thân mình cho cái dân oan và cho cái cuộc đấu tranh về dân chủ dân quyền của nhân dân Việt Nam ấy, thì tôi xin thưa là nó có từ cách đây hơn một năm. Tức là khi đó tôi chưa hề bước chân xuống đường đi biểu tình và cũng chưa có cái suy nghĩ để hiểu biết về hiện tình đất nước như bây giờ. Nhưng trong quá trình tôi đi đòi đất ở nhà thì tôi chứng kiến những cái hành xử rất oan khuất và đau khổ của dân oan ở trong đất nước chúng tôi. Đó, và càng ngày thì đến bây giờ tôi càng hiểu rằng ấy, cái nỗi đau khổ của tôi nó không có là cái gì so với nỗi đau của đồng bào tôi. Bởi vì khắp 64-63 tỉnh thành, ở đâu cũng có dân oan. Đó, và có những người dân oan ấy là 15-20 năm trời, như các quý vị đã biết, họ đã phải dùng đến cả những việc như là lột hết cả quần áo ra để mà đòi đất, đòi nhà. Họ đã phải làm tất cả nhiều việc, và cũng thậm chí tôi nói rằng là đã có rất nhiều người tìm đến cái chết bằng cách uống thuốc dày, bằng cách tự thiêu. Nhưng tất cả những cái đó, bởi vì họ không lên được tiếng nói như tôi, cho nên họ đều bị sự việc đó đều bị bưng bít đi, và những cái chết của họ hết sức là oan khuất, oan uổng. Thế cho nên là chính bản thân tôi đó, là tôi đã có cái ý nghĩ như thế, và đến cho đến bây giờ qua một quá trình dài những cuộc xuống đường biểu tình về để thể hiện lòng yêu nước trước cái nạn mà ngoại xâm, trước cái sự mà gây hấn và bắn giết đồng bào tôi của nhà cầm quyền Trung Cộng đấy, thì bản thân tôi nhận thấy một điều rằng là chúng tôi đã hoàn toàn mất đi cái chủ quyền của đất nước, cái nhân quyền của một con người sống trong cái xã hội này. Và chính thức từ giờ phút đó tôi đã trực diện để mà nói lên cái tiếng nói đấu tranh thay cho những đồng bào tôi mà không thể lên tiếng. Thế thì tôi nhận lại là những sự trả thù của chính quyền đó hết sức là man dợ đó, và cho đến bây giờ ấy, tôi cũng khẳng định rằng không phải vì cái bất lực cá nhân mà tôi có ý định tự thiêu. Bởi vì trong suy nghĩ của tôi từ hai ba ngày nay, khi mà bức thư của tôi được phi, thì tôi nhận rất nhiều đấy, những cái cuộc điện thoại, những cái email, những cái tin nhắn rằng là không muốn nhìn thấy cái cảnh đau thương và không muốn tôi chết. Nhưng tôi xin thưa với tất cả quý đồng bào trên toàn thể thế giới, những người yêu chuộng hòa bình, bản thân Bùi Thị Minh Hằng khi quyết định là tìm đến một cái, là đốt lên một cái ngọn đuốc đó, hoàn toàn tôi không vì một cái bất lực cá nhân. Bởi vì tôi đã biết, tôi đã hiểu rằng cái đau khổ của bản thân tôi và gia đình tôi nó không làm cái gì so với cả nỗi đau của cả dân tộc tôi. Từ đó cho chúng tôi và nhân dân nhìn thấy một điều rằng là những kẻ bán nước đã xuất hiện rất nhiều và đầy rẫy trong cái xã hội hiện nay, trong đời sống của chúng tôi.